Dạ, em Trang chào mấy anh nha. Sáng nay em sẽ lên cho mấy anh một vài con máy nhẹ nhẹ. Đây, mấy câu đây ạ. Đây là các loại hàng của sáng nay. Và một ít máy cắt và một ít con máy cắt ống bằng tay. Và kèm thùng luôn như vậy luôn nè mấy anh. Đó, trộm vía ngày hôm qua khi mà em lên một vài con như vậy thì mấy anh chốt hàng ủng hộ em cũng khá là nhiều. Em rất là cảm ơn nha. Hình thức mua bán ở bên em á thì là em sẽ khi mà quay video em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết từng con máy, kèm mỗi con máy thì nó kèm theo mã số và giá tiền. Mấy anh vui lòng gọi điện vào số điện thoại ở em gắn ở trên tiêu đề để chốt hàng và cọc giúp em 100.000 thì bên em sẽ đi đơn bao ship hoàn toàn về đến nhà cho mấy anh. Đó là nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì chi tiết của mỗi con máy thì em sẽ nói rõ ràng và em sẽ giới thiệu rõ ràng, nên là mấy anh coi giúp em nha. Dạ, bắt đầu là mấy câu nha mấy anh. Mã đầu tiên của ngày hôm nay là 763 200.000. Em sẽ thử cho mấy anh xem. Đây ạ. Cái này thì em lên xuống thì nó cũng hơi đứng lại đây nè. Em nghĩ là thiếu dầu nhớt thì thôi, mấy anh về tra lại giùm em là được, chứ nó không phải bị lỗi đâu. Lỗi rồi. Hay là do không có cái công tắc này ta. Đây. Đó, nó hơi cứng. Nghĩa là sức của em nó thường nó hơi cứng. Rồi. Con này thì trơn tru hơn ạ, lên xuống bình thường, tắt mở ok luôn ạ. Đây thì mã này là mã 763 200.000 nha mấy anh, 763 200 bao ship ạ. Tiếp theo 764. Em thì em không có rành cụ thể về máy câu đâu, nên là em sẽ test lên xuống cho mấy anh xem. Thì mấy anh về biết tình trạng của máy rồi thì chọn lại hoặc là sửa vệ sinh lại giúp em nha. Chứ em không có biết cụ thể, nên em không có chơi môn câu cá này nên em không có rõ. Đây là lên xuống ok. Rồi 764 với giá là 200k nha, lên xuống ok ạ. 765. Con mà nó quay xuống thôi. Chứ mất cái chùm trước. Đó, quay thì là bình thường nha, ok nha. Nhưng mà cái này là thiếu mất cái cuộn dây cuốn rồi, nên em về bổ sung giùm em. Đó, quay tới đây thì nó bị dừng rồi, nó bị sượng rồi đó. À, tình trạng của con máy cụ thể là như vậy. Em làm với coi cái giá là 180.000, mã 765. 766. Cứng rồi anh em ạ, không có quay được. Không có quay được ha. Ở cái này là nó bị mất cái tay quay luôn, nên là em cũng không có test được, nhưng mà em thấy là lên xuống thì vẫn được bình thường cho anh. Thì anh em không có biết cụ thể nên em về thử cái tay quay vô nha. Đây là giá của nó là 766 150.000 ạ. À, bên em bán thì theo cái tình trạng thôi, nếu mà quay lên xuống được có thì giá nó cao, còn không thì em cũng hạ giá xuống cho mấy anh về sửa chữa cho dễ. Đây, mã 767, ngon lành cành đào luôn, lên xuống. Rồi 767 230k nha mấy anh. 767 230k. Rồi tiếp theo là hết mấy câu rồi ạ. Em sẽ tới thùng. Cái này là sẽ làm máy cắt cầm tay. Đây. Đó. Lưỡi này thì hơi rỉ xét một chút xíu nha, nên em để
rỉ nhưng mà nó không có bị mẻ nha. Đây, nêm chuối bình thường ạ. Hai cái lây ống số 22 và 32. Vì thùng nào cũng vậy nha, đa số là số 25 và 32. Dạ, một thùng như vậy thì em sẽ bán là 130k, bao ship cho mấy anh về tới nhà. 768 130k. Rồi. Đó hơi cũ, đang chăm được. Cũ rồi, giờ vệ sinh lại bán chăm. Đây, cái này là lên xuống thì nó cũng hơi nó hơi bị rít, nó hơi bị ấy. Đây, đây, em về vệ sinh lại giùm em nha. Lưỡi thì em coi đó thì không có xay được luôn. Đó, cũ nó rỉ như vậy nè. Thì em sẽ quay cụ thể về tình trạng của máy nha. Lê ống 32 và 25. Con này thì em sẽ để giá 100.000 cho mấy anh thôi, về vệ sinh lại giúp em nha. Hầu như là những cái này đa phần hàng của nó sẽ 80%.
ok, chỉ ngoại trừ một vài con á là nó không có được, nó bị mẻ hay gì đó thì em sẽ bên em sẽ giảm cho mình. Mã 776 130k bao ship ạ? 777. Lê 25 và 32, mã 777, 130k bao ship. 777 chỉ là 777, 130k bao ship ạ. 778. Hôm nay chị bị mất một cái tay nè, một tay còn một tay mất. Xuống ok, lưỡi cũng ok, nốt 2 lê 32 và 25. Mã 778, mất 1 tay, 130k ạ. 779 cũng vậy ạ, cái thùng này cũng giống như cái thùng kia. Cái máy này chỉ là ngoại hình dọn mọi
tiết lưỡi cho mấy mấy anh coi. Ở đây thì em thấy bị mẻ mất phần gốc ở đây rồi này. Thì cái nào mẻ thì sẽ có giá mẻ nha, còn cái nào nguyên thì sẽ có giá nguyên nha. 786 80k luôn. 80k bao ship thì cái này là em bán cho vui, thiệt sự là cho vui luôn á. 787 hai tay còn đầy đủ. Đủ ok ạ. Xa láng có không bị mẻ. Hai cái loe là 16 và 20, 787 100k. 788. Đầy đủ hai tay. Cắt vuông. Không mẻ. Hơi dơ dơ đây thôi, tại vì tụi em để tụi em cũng không có vệ sinh trước khi quay á, nên về mấy anh vệ sinh lại cho mình là được. Vẫn loe 16 20 788 100k. Cái này là giá đã bao ship rồi nha mấy anh, không có tiền ship đâu ạ. 789 đây lên xuống bình thường, đổi ok luôn. Đổi ok, nó bị lẹ lẹ một ít thôi, nó không có đáng kể đâu. Cái đống mẹ như sao anh? Vẫn là hai lê này thì hai lê 20 16 nha. Đây nên là anh em để chữ giùm em hai lê này là hai lê 20 16 giùm em mã. Rồi thùng này thì em sẽ, tại vì do là cái bông máy ở trong này nó cái lưỡi ở trong này nó mẻ hơn một xíu, nên là em sẽ để giá là 101 cho mấy anh thôi nha. 101 thôi. 789 mà 789 101 ạ. Và cái hai cái loe thì nó sẽ là 20 16. Thùng á thì còn một tay và mất một tay rồi. 790 là hai tay còn ok ạ. 791 em để giá 100k cho mấy anh đi. 792 đây là con cắt vuông, em sẽ coi lưỡi của nó ok mấy anh ạ. Nhưng mà em thấy là nó cũng có hơi mẻ với lại rưỡi khác, nên là con này em sẽ định giá như tính giá giảm cho mấy anh luôn. Hai loe của nó là loe 16 và 20, mã 792 80k. Giá sĩ bán hết luôn á, và có bao nhiêu là mong là mấy anh ủng hộ đi hết luôn. 793 đây, con này là mới tinh nguyên, trinh nguyên luôn ạ. 793 đẹp, hai lê 20 16, hai tay đầy đủ. Con này là hoàng mỹ luôn á, nhưng mà em vẫn tính giá là 100 cho mấy anh. 100k hoàn lại cho em nó. 794 mất hai tay rồi ạ. Lưỡi ok, lưỡi ok nên không có bị mẻ đâu. Cái nào mà mẻ thì em nhìn thấy bằng mắt thường của em là em sẽ nói liền cho mấy anh. Và hai cái loe của nó là loe 20 và 20 nha, không phải như những thùng kia là 16 20, thì cái này là hai cái loe 20 luôn ạ. Thì thùng nào nó kèm tương ứng với cái mã số đó thì em nói rõ về loe và con máy luôn, nên là mấy anh coi kỹ video chút đúng mã số giúp em nha, tránh trường hợp là mất phát sinh những cái vấn đề sau thì mất thời gian hai bên á.
Mã này là mã 794 100k. 795. Hai tay đầy đủ. Lưỡi ok. Lưỡi không có bị nẻ. Rồi, hai len của nó là 20 và 16. Mã 795 100k. 796. Hai tay đầy đủ. Con vuông bị reset ở chỗ này, nhưng mà là lưỡi vẫn ok nha, không có bị sức nẻ gì đâu nha anh em. Nha mấy anh. Em cứ bắt chước anh, bây giờ em cứ nói anh em hoài. Em dạ, lê là 16-20 nha. Mã 796 100k bao ship. Thì giá trị con máy ship này là một cái thùng nhỏ xíu vậy thôi á, cái màn ship là cũng 30-30 mấy nghìn rồi đó ạ. Đây là một cái thùng và cả là cái con máy cắt lê này nọ cho anh em luôn thì chỉ có là 70.000 thôi đó. 797. Hai tay đầy đủ. Lên xuống bình thường. Lưỡi ngon. Và cái lê của nó là lê 2532. Mã 797 130k cho em nó ạ. 798. Một tay mất một tay còn ạ. Đây là con cắt vuông. Lưỡi ok. Đó. Cái này thì về vệ sinh lại là xài được thôi. 1620 ạ. Mã 798 100k ạ. 799. Cắt vuông. Lưỡi này là bị mẻ rồi nha, nhìn nhau là thấy mẻ luôn rồi. Lưỡi bị mẻ rồi. Và cái lê của nó là 1620. Mã 799 từ cái thùng á, được cái thùng của nó thì hai tay ngon lành. Đó nên là em tính cho em 80k bao ship về tới nhà cho một cái con máy cắt lưỡi bị lẻ. 799 bây giờ là 800. Lưỡi ok, không mẻ, chỉ bị rỉ sét thôi. Đây, hai cái lê là 20-16. Mã 800, 100k ạ. 801. Một tay mất, một tay còn. Đây ạ, lưỡi thì nó bị mất một khúc rồi. Nhưng mà khi mà cắt thì em không cần. Đây, lưỡi bị mất một khúc đầu rồi. Hai loe vẫn là 20-16. Tại vì có những cái thùng đó, cái loe nó bị cái kích thước nó không có đúng á, nên em sẽ quay cụ thể cho anh từng thùng luôn. Mã 801 80k. Do là cái này là bị lưỡi nó bị mẻ rồi nha. Mã 802. Lưỡi ok ạ. À, lưỡi ok, không có sao hết, không có bị gì hết. Mã 802. Hai loe 20-16. 100k. Hai tay đầy đủ của cái thùng vừa rồi là hai tay đầy đủ á. Thùng này cũng hai tay đầy đủ nha. Mã 804. 803 chị. 803 chị. Dạ rồi, mã 804. Lưỡi ngon. Lưỡi ok luôn ạ, sáng gió luôn ạ. Mã 804, hai loe 10 20 16. 804 100k bao ship nha. Đây, hồi nãy là em bị lố một mã nên bây giờ quay lại là mã 803. Mã 803 thì là còn một tay, mất một tay. Con này thì lưỡi ngon nha. Đây, lưỡi mới chín mới cấu. À, 16 và 20 ạ. Đó, cái này là em nhập về sau á, em bán vậy luôn á chứ em không có đổi. Ví dụ như thay vì là mình sẽ đổi là con máy có cái con cắt ngon, con cái thùng ngon, nhưng mà em lại không có đổi đâu nha. Thì là mấy anh có chữ đi em và chọn giúp em nha. Mã 803 100k. 805. Hai tay đầy đủ. Cái này thì hơi rỉ rồi. Rồi cũ hơi rỉ cho anh, cho mấy anh rồi. Hơi rỉ như vậy thì em cũng tính giá rỉ luôn. Lưỡi là ok nha, không có bị xét gì đâu nha. À,
em nói lộn lưỡi, nó không có bị mẻ gì đâu, nó chỉ là bị rỉ sét thôi nên mấy anh về mấy anh vệ sinh lại giúp em là được. Hai lê của nó là 25 và 20 ạ. À, cái thùng này thì lê của nó là 25 và 20, mã 805 100k, 806. Đây ạ, lưỡi ok, bị rỉ sét thôi. Mã 806. Hai lê là 20 và 16, 100k, hai tay đầy đủ. Mã 807. Lưỡi ok và mới luôn. Đây, lưỡi ok và mới luôn. Hai lê của nó thì là giống nhau rồi nè, lê 16 và 16 luôn. Mã 807. Thùng này thì làm còn một tay và một tay bị mất rồi ạ, 100k. 808. Lưỡi này là bị mẻ thôi ạ, em mở ra là em thấy là bị mẻ rồi. Mã 808, 2 lê 20-16 và lưỡi thì bị mẻ rồi nên em sẽ tính giá là 80k cho mấy anh. Và cái thùng này thì hai tay. Mã 809. Ngay chỗ này thôi, à, cũng là cũ rồi. Hai lê của nó là 20-16. Và cuối cùng, cho dù là mẻ một chút thì em cũng phải tính giá là 80k cho mấy anh luôn nha. Nó tự nhiên cái hàng mới mà không có bị mẻ chút nào được. 810, mã số 810. Lưỡi không mẻ, chỉ dơ thôi nên là mấy anh về vệ sinh lại giúp em lưỡi không mẻ nha. Hai cái lê của nó là 20-16, mã 810, 100.000 và hai tay đầy đủ. Mã 811, hai tay cũng đầy đủ luôn nha. Đây, lưỡi đẹp, em không thấy sức mẻ gì hết. Hai lê của nó là 20-16 ạ, 811, 100k ạ. Mã 812. Mã 812, thùng này là bị mất cái tay rồi nha, mất hai tay luôn. Lưỡi ơi, lưỡi của con này thì đẹp nha, mới, không sức mẻ và là hàng mới luôn. 812, 2 lê 16, 20, giá 100k. 813. Lưỡi cũng đẹp luôn ạ, 813, 2 lê 16, 20. Cái này là em bán máy chứ không có bán thùng nên là họ cái tay á, ví dụ như là lỡ mà nó cứ bị sứt tay thì là vẫn giá cũ nha mấy anh. Nếu mà như là con cái cắt á, mình cái lưỡi mà nó bị mẻ thì em mới giảm thôi, còn cái tay á thì là em để cho mấy anh cái thùng á thì là 813, 100k. 814. Đây là hai tay đầy đủ nè, hai tay tròn đầy đủ. Cái này là máy cắt tròn, răng lên xuống bình thường. Trả cho anh các bạn vô. Hai cái lê của nó là 32, 25 ạ. Đây ạ, do em chưa có biết ấy á. À, lưỡi của nó vẫn đẹp nha, không có bị mẻ gì hết. Mã 814, 130k, đẹp ạ, hai tay đẹp. 815. Lưỡi ok ạ, lưỡi ok. Hai tay của nó là 20, 25, 20. Đây, hai cái lê của nó là 25, 20 ạ. 815, 100k, 130k, báo trước như vậy nha. 816. Mã 816 thì hơi cũ thôi nhưng là mấy anh về vệ sinh lại giúp em, còn lưỡi thì vẫn đẹp nha, đẹp không mẻ. Hai lê của nó là 20-16 ạ. Mã 816, thùng là hai tay đẹp. 816, 100k. 817.
mắt thì đẹp nha. Đội cũng đẹp luôn ạ. À. Gì nó ra đó mới được.
hai loe của nó là hai loe mặc định 2532 nha. Nó bị dính tí. Đó, nó cứ bị dính một tí ở chỗ này. Lưỡi thì là ok, không mẻ. Em chỉ biết đẩy vô thôi chứ không có biết kéo ra. Kéo ra nó khó. 830 130k. Rồi 831. Hai tay đẹp, hai tay còn. À, nhưng mà trong này thì nó hơi xấu xấu một tí. Lưỡi đè, à, lưỡi không bị mẻ. Hai loe 16 và 20. Mã 831 100k. 832. Một tay còn, một tay mất. Đẹp. Ngoại hình đẹp, lưỡi đẹp luôn ạ. Đẹp như chị em vậy đó. Mã ha. Hai lê là 16 và 20 ạ. 832 100k bao ship chính hãng luôn. 833. Đẹp luôn ạ. Hai lê 16 và 20, 833 hai tay cũng đẹp luôn. 100k. 833. 834 kiếm. 834 ạ. Rồi. Đó, nó cũng hơi bị kẹt kẹt vậy đó. Hay là cũng có thể là do em chưa biết vặn á, nãy giờ em chưa biết vặn nó kẹt kẹt. Lưỡi là lưỡi này thì nó bị mẻ rồi nha mấy anh, mẻ có tiêu rồi. Đó, mẻ thì em tính nó mẻ thôi. 32 và 25. Thùng mẻ này 834 thì em sẽ tính giá 100k cho mấy anh luôn. Và hai ta thì đầy đủ nha. Mấy thùng về được đồ đều rất là ok. 835. Mới ạ. Không mẻ ạ. Không mẻ. Đó, em là con gái. Em thấy sao thì em nói vậy luôn á. Có đôi khi em nói sai á, mấy anh bỏ qua giùm em nha. 1620. Có nghĩa là mới là lần đầu làm quen với lại mấy cái thứ cơ khí vậy nè. Nên là cũng lạ lắm với em á. Mã 835 100k hai tay còn đẹp ạ. 836. Cái này đẹp thì em nói đẹp nè. Đẹp. Lưỡi đẹp không mẻ. Hai loe là 20 và 16. 836 100k. 837. Đẹp ạ. Không mẻ. Hai lê là 16 và 20. Mà mất tay. 837 100k. 838. Lưỡi không mẻ nha. Hai lê là 20 và 16. Mã 838 100k bao ship ạ. 839. Một tay, một mất một còn. Một tay còn, một tay mất ạ. Cô 839 này cho cô đọc giá rồi. Lưỡi ở đây thì em mẻ nè. Lưỡi là cái nào lưỡi mẻ, em nói lưỡi mẻ. Lưỡi đây mẻ một chút thôi. Nó không có phải là mẻ vô đâu, nhưng mà nó bị lẹn vô chút vậy đó. Chứ không phải là mẻ gãy đâu. Thì em thì vẫn tính giá lượng mẻ cho mình luôn nha. Hai lê là 20-16. Mã 839-80k. 840. 840 đẹp. Đẹp và ngoại hình đẹp. 20-16. Thùng trắng tiện, hai tay đầy đủ. Đẹp như Ngọc Trinh. 840-100k. 841. 841 thùng này vẫn là hai tay đầy đủ ạ. Ở trong này thì bị rỉ sét. Nhưng mà lưỡi đẹp nè. Em quay cái phần lưỡi, cái phần bên này cho mấy anh thấy là nó không có bị mẻ nè. Còn phần bên này thì nó bị rỉ sét thôi ha. Hai lê vẫn là 20 và 16 luôn ạ. 841 100k ạ. 842. Vẫn hết rồi mấy anh, vẫn hết rồi mấy anh lại. Hai tay đầy đủ ạ. Mới, không mẻ. Hai cục lê là 20 và 16. Hai tay đầy đủ. 842 100k. 843. Đẹp ạ, đẹp mới ạ. Hai lê 20 16.
843 100k. À, thùng này thì là một tay mứt một tay còn. 844. Mẻ nha. Mẻ nên thì mẻ nhiều luôn nè. Mà hai cái lê là 20 và 16. Mã 844. Em để giá 70 cho mấy anh. 70 thôi nha. Là rẻ nhất á. Thùng ngon để bán giá cao cho anh em, nhưng mà không, em có sai bán vậy thực sự là vậy luôn. Này thì bị kẹt rồi, cũng là bị mất cái lưỡi ở trong này luôn rồi đó. Nhưng mà cái con này là cái con cắt giá trị cao hơn. Đây, em chỉ có thể là rơ lên rơ xuống vặn vặn vậy thôi, chứ em không có tụt được như hồi nãy. Tụt lên được nha, còn tụt xuống thì bắt buộc phải vặn và không có lưỡi. Hai cái lê của nó là 25 và 32 ạ. Thùng ở dưới. Một tay mất một tay còn. Có canh camera gì cô nha. Đây cũng là bị mất lưỡi ạ. Và cũng cái tình trạng như hồi nãy. Đó em vặn thì được nè. Đẩy lên ok nè. Mất lưỡi. Nhưng mà cái máy thì cũng đẹp nha. Vẫn còn đẹp, nước sơn đẹp. Hai cái lê của nó là hai lê 32 luôn ạ. Đây ạ, hai lê 32. Một tay mất một tay còn. Mã 850 150k nha. 851
Đây ạ, lưỡi xấu, để mẻ một miếng ngay góc đây. Hai miếng lưỡi xấu. Thùng bị mất một tay. Thùng này thì mất hai tay luôn. Biết luôn. Bị mẻ một ít ạ. Không, cái này không một ít, cái này là bị mẻ nhiều. Rồi ạ. Mã 20, 16 hai cái lê. Mã 851, 150k. 852. 852. 150k luôn ạ. Một cái thùng một tay. Trời, cái này thiệt luôn á. Như như cái hình cái tim luôn á trời. Cái tim cái đôi tan vỡ. Dạ đây hai lê là 16, 20. Những cái thùng mà như vậy á thì mẹ anh mấy anh về lấy thùng nè, rồi lấy phụ tùng, hoặc là cái này là nhiều khi nhiều con á, cái ngoại hình nó vẫn còn đẹp, mình chỉ cần thay nữa là mình xài được thôi nha. 852, 150. Thùng ở dưới này thì bị mất tay luôn ạ. Đây, con chụp lên chụp xuống. Chụp lên chụp xuống ok, nhưng mà cái lưỡi cái thì nó không có ok. Rồi, hai cái lê của nó là 25 và 32 ạ. Mã 852, 150k, bao ship cho mấy anh luôn. Mã 853, 130k, hai thùng này. Đây, thùng này thì em thấy tay ok nè, tay còn. Cái con này thì lưỡi không ok. Lê 16, 20. 853. Thùng này thì một cái còn, một cái mất. Lên xuống ok. Lưỡi mất. Hai lê là 25 và 32. Đây ạ, mã 853, 130k bao ship ạ. Mã 854, 150k. Đây là thùng còn một tay, một tay mất một tay còn. Con này thì em đây ạ, nó bị nó không có xài được rồi, nó mẻ quá, không biết nó cặp cái gì, cặp dừa hay cái gì mà răng cổ như vậy được luôn. Hai cái lê là 20, 16 nha mấy anh. Thùng này cũng bị mất tay, lên xuống không có lưỡi, nhưng mà lên xuống được. Con này thì hai màu rồi. Hai cái lê là 25 và 32 ạ. Mã 854, 150k bao ship. Mã 855. Con này thì 130k bao ship thôi ạ. Thùng này thì một tay mất một tay còn. Em làm ẩu thuật được luôn nè. Đó, đó lắc qua lắc lại để vậy nè. Là anh em. Hai cái lê của nó là 20, 16 nha. Thùng này thì hai tay còn nghe được ạ. Hai tay được. Lưỡi bị mẻ một góc ạ. Hai cái lê 16, 25 nha. Em xin lỗi, 16 và 20. Rồi mã 855, 130k. Mã 856 cũng 130k bao ship luôn ạ. Cái này là một tay mất một tay còn. Bị rỉ xét nha. Mẻ thì mẻ một ít ở giữa đây thôi. Lê là 16 và 20. Thùng này thì hai tay còn. Chụp lên chụp xuống nó như thế này, lưỡi mất nên là em không có quay lưỡi cho nó anh coi. Mất rồi, mất tiêu rồi. Hai lê là 32 và 25 ạ. Mã 856, 130k. Anh để cái thùng cũng đựng đồ cũng ngon cũng tiện nữa. 850, 130k bao ship rồi tới nhà. Lưỡi mẻ. Hai cái lê là 20 và 16. Một tay mất một tay còn. Hai tay còn. Đây, đen thui thui lùi. Em. Rồi mã hai cái lê là 20, 16 luôn ạ. Đây mã 857, 130k.
130k luôn. Hôm nay thì mất 2 rồi. Đuổi mẹ à. Đuổi mẹ một ở giữa. 2 lê là 20 và 16. Chính xác luôn. Thùng này thì còn 2 tay. Đây thì mẹ trên chút, ở trên chút, giữa chút, dưới còn nguyên. Em nói cho vui vậy thôi chứ cái lưỡi thì chắc em để mấy em phải thay lưỡi rồi. Mã 16 và 20 ạ. Mã 858 130k. 859. 130k luôn ạ. Cái thùng này thì em đang cái gì bị trục cảm. Lưỡi cũng bị trục cảm luôn. Trục nào mà gặp được cái lưỡi là hay ghê. Hai loe 16 và 20. Hai tay đầy đủ. Thùng này thì mất một tay. 6 ạ. Lưỡi cũng 6 luôn ạ. Và hai cái loe cũng nó là 16 20. Mã 859 130k ạ. Mã cuối cùng. Mã này cuối cùng được rồi anh. Mấy anh ơi được nghỉ chưa rồi. 860 80k cho một cái con này. Lưỡi nó bị mẻ nè. Ở những cái con lưỡi mẻ thì em sẽ giảm giá xuống cho mấy anh. Mẹ một góc ngay chỗ đó. Hai cái lê là 16 và 20. Dạ đây ạ, à, mã 860 80k là cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay. Sáng giờ lại ăn cái đống thùng này thì cũng hơi bị ngon. Em cảm ơn mấy anh đã đủ ủng hộ em nha. Thì mỗi cái thùng có mỗi cái số và giá tiền tương ứng á, nên là mấy anh gọi điện chốt đơn giúp em trên cái số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Cảm ơn mấy anh đã ủng hộ kênh Vi Cá. Em chào mấy anh.